Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ làm một cái video giới thiệu về một cái buổi chụp hình style shoot, tức là một cái hình thức chụp hình mà cô dâu chú rể sẽ chụp cùng với váy cưới và tất cả những cái đồ decor cũng như là hoa cưới, giống như kiểu một cái buổi demo trước cho đám cưới với tất cả những cái phụ kiện cũng như là những cái gì mà sẽ diễn ra trong đám cưới. Đấy, thì là cái này là một cái hình thức mà chụp hình tương đối mới lạ. Nó khác cái hình thức là trước đến giờ chụp pre-wedding là chỉ được ra ngoài ngoại cảnh hoặc là chụp trong studio. Chụp trong studio nhưng mà không có decor gì mấy. Đấy, chụp với phông nền thôi. Còn cái hình thức chụp style shoot này là có thể chụp với cả ngồi với bàn ghế hoặc là set up một cái bàn tiệc nhỏ. Đấy, thì trên đấy có thể sẽ bày hết những cái đồ mà mình sẽ dùng trong cái tiệc cưới của mình, như là thiếp cưới này, giày, rồi là phụ kiện như kiểu những cái đồ decor hoặc là những cái đồ mà phụ kiện của cô dâu của chú rể ấy. Đấy, thì là mình sẽ chụp cùng với cả cái hoa mà sẽ trang trí cho bàn tiệc và cái phần cái khu chụp hình luôn, thì nó sẽ thành một cái tổng thể concept. Thì mọi người cùng mình theo dõi nhá. Đây là phần decor bên mình làm. Hôm nay cái buổi style shoot bên mình làm là kết hợp cùng với cả thương hiệu váy cưới Hai Trích. Ekip chụp hình hôm nay là hai bạn Dũng và Nghị của Sồi. Sồi Photography là một đơn vị mà chuyên chụp style shoot cho Hai Trích. Và đặc điểm của Sồi là gì nhỉ? Ảnh file art đúng không? Hình rất là trong trẻo, màu sắc nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như hai bạn chủ luôn ấy. Chưa bao giờ thấy cáu cả. Wow, hôm nay được lên vlog của anh Đình luôn. Đẹp dai dễ thương đấy. Hai Trích làm các cái gói style shoot này một cách rất là chuyên nghiệp rồi. Lâu năm rồi, thành ra là không phải lâu năm lắm. Nhưng mà làm rất là chuyên nghiệp rồi, có đầy đủ hết từ make cho đến khu chụp hình luôn. Đây là bạn Ngọc, gái xinh của Hai Trích nha. Dáng đẹp thì đừng hỏi. Không thấy đúng rồi đó. Hai ba thẳng thẳng lên trước được không? Thẳng nữa hả? Dạ, tại vì nó hơi bị góc lại. Nó căng. Ướn ngực tí đi, ướn ngực lên tí. Cô dâu tươi một tí nhá, cô dâu tươi một tí. Cô dâu nhắm mắt đi cũng được. Ướn ngược lên tí, đấy, ướn ngược lên tí nhá. Lúc nào nhớ ướn. Đúng rồi, chắc phải cái bớt một cái khúc cơ. Cái bớt khúc dưới chứ. Anh chụp luôn đi, anh chụp đi. Chú rể thẳng lưng lên nhá. À, thẳng ướn ngược lên một chút nhá. Hơi cúi về cô dâu một tí. Em hơi cúi về cô dâu đấy, hơi cúi nghiêng về cô dâu đây, nhìn nhá. Nhìn thần thái nhá. Đấy, hơi nghiêng về nhìn với cô dâu ấy, mắt hơi nhìn với cô dâu cười tí. Đấy. Còn em thì nhắm mắt nhắm mắt là mở mắt được, nhưng mà tự hẳn đầu vào nhẹ nhàng nhá. Đấy, được rồi đấy. Rồi, ok. Ok đấy. Rồi. Em nhìn xuống cái hoa á. Em nhìn xuống cái hoa bỏ hoa. Đúng không? Đấy, tình rồi đấy. Ok. Coi chừng nó vô mấy cái nếp góc á. Cái kéo ra như thế này làm sao không hết. Lỏng tí thế. Tay thấp xuống. Đúng rồi. Khi mà làm cái này ấy, thì là sẽ rất là tiện cái là mình có thể chụp cùng mọi người trong gia đình nhé. Đấy, thì nó rất là tự nhiên, nó có nhiều khoảng thời gian và nó dễ làm hơn đấy.
thì nó sẽ không phụ thuộc vào ngoại cảnh, thời tiết hay là các thứ. Đấy thì có thể chụp, quay chụp cùng cả gia đình, có thời gian rất là thoải mái. Và nó cũng riêng tư ấy. Đấy. Thì có những kỷ niệm chung cùng gia đình trong cái việc chụp hình này thì mình nghĩ đấy là cái rất là hay. Chú rể đứng thẳng người lên nhá, bị hơi nghiêng đấy, chú rể bị hơi nghiêng đấy. Quay phim hơi gần tắm nha. 2, 3, 2, 3, tắm dọc nha. 2, 3, ok. Đấy, qua cái video hôm nay là mình đã giới thiệu cho mọi người một cái buổi chụp style shot cùng với các thương hiệu váy cưới hai chích, chụp ảnh sồi, quay phim Ngốc Nguyễn và decor của bên mình là Phi Đẹp Wedding. Hy vọng mọi người đã có cái nhìn tổng thể về cái có một cái khái niệm về chụp style shoot, và mọi người nếu mà thấy hay thì like, share cũng như subscribe kênh của mình nhé, để có thể theo dõi những cái video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Ok. Vậy là tụi em